quay phim. Kiếm gì? Quay phim, quay phim. Chim không? Không, không thấy chim nào, chứ thấy cò không à. Cá không? Cá này không? Gì? Cá không? Cái gì á? Ở đâu có à? Câu à? Cái này phải em. Có quay cái này nếu mình hay mình có tiền chứ. Còn nếu dở quá không ai coi đi về tin. Nếu mà quay hay là có tiền chứ, mà quay dở quá thì không ai coi chứ anh. YouTube mà. Ờ, nút vàng là ngon á. Còn này nút áo kia không ra. Ờ. Dạ. Cảm ơn chủ đò. Đó là một cái trả số em ơi. Trả số. Số 2 nha em. Trả số nha. Trả số, số 2. Nó hơi chịch ra ngoài rồi. Sống. Cái này do ông chính ông điêu luyện nha, chứ thôi là không xong nha các bạn. Chiều về trên cái dòng sông Cồn Bạch Viên nha các bạn, thuộc xã Nhân, huyện Châu Thành, tỉnh Đồng Tháp. Hôm nay Quốc Thịnh mời quý vị và các bạn cùng đến một cái vùng đất miền Tây, vùng đồng bằng sông Cửu Long, thuộc xã Nhân, huyện Châu Thành, tỉnh Đồng Tháp. Xem cái cảnh trời chiều, một cái cảnh mà chuyến đò quê nha, qua Cồn Bạch Viên nha các bạn. Thì để quay được cái thước phim này, Quốc Thịnh xin chân thành cảm ơn ông chính lái đò, xuồng đò nha các bạn. Rồi bây giờ có đò máy này cho nên ông chính thất nghiệp. Thì mấy cái ghe này người ta bán đồ người ta cũng về. Hello.
thì để quay được một cái thước phim này mình cũng phải trải nghiệm cho các bạn trải nghiệm cái vùng quê mình nha các bạn, sống rất là nhiều. Thì một cái cảnh trời chiều của cái bến đò Cồn Bịch Viên, một cái ngày nước rong tháng 7 nha các bạn, 16 tháng 7 2022 âm lịch á. Ông lụm gì ông Chính? Lụm đồ dây chai nữa hả? Giờ sao để đâu cho hết, vừa đưa đò mà lụm đồ dây chai nữa. Xài không đủ à? Thì cho quý vị xem một cái cảnh quê mình nha các bạn, buổi chiều nha các bạn, chiều hoàng hôn. Hôm nay Thịnh cũng xin chân thành cảm ơn ông Chính nha ông Chính. Ông Chính là sống ở cái vùng cồn này bao lâu rồi ông Chính? Dạ. Dạ. Hồi đó cái vùng này là chích cồn nhiều không? Nhiều lắm mà. Còn bây giờ? Giờ đâu còn con nào là bờ hết. Dạ. Đó một cái cảnh trời chiều trên cái vùng đồng bằng sông Cửu Long nha. Thịnh muốn cho các bạn trải nghiệm một cái vùng này. Cái đó là ta cắt lục bình hay làm gì á? Lục bình cái này có giá không cô? Trời có mua gạo đâu không, bán rẻ rẻ cho. Ồ cá nè, cá ụt ta. Ờ cái đó uy, cái đó làm cho cái nguồn lợi nó không còn nữa không Chính? Đó. Thì người ta cắt lục bình thì cũng vất vả không Chính? Tới chiều tối rồi. Phía trên đó là dầm dầm xếp phải không Chính? Dạ vô xã An Nhân rồi đó ha. Dạ vô xã An Nhân luôn á ha. Thì mình quay cho các bạn một cái chiều buổi chiều hoàng hôn nha, trên cái dòng sông Dưa nha. Nước bên này là tháng 7 nước nhảy khỏi bờ hay không Chính? Dạ ngập luôn. Thôi khỏi bơi, ông đứng ngay cạnh này đi. Thì cái bến đò Cồn Bịch Viên thì cái sông nó không có lớn nha các bạn, nhưng mà nó không có đò thì không qua được. Ông Chính là hồi đó lái xuồng đò này năm nào ông Chính? Trước năm 75 tới giờ. Rồi sao chừng nào mà nó có cái đò này ông mới nghỉ? Năm 90 không? Đưa đây ra hoài ha. Thì cái này là ông xuồng đò thì bị cái đò chẹt nó phát triển hơn cho nên ông xuồng đò cũng thất thu nha các bạn. Bây giờ dạ cái này là ông lấy đò đó. Hello. Thì những người người ta cũng thân thiện, người ta cũng vui lắm nha các bạn. Hello. Vương Quốc Thịnh nữa vô xin một view, một đăng ký, một like, một chia sẻ nha. Vương Quốc Thịnh. Vương Quốc Thịnh.
Thưa quý vị và các bạn, vừa rồi là một số hình ảnh của một cái bến đò chiều, bến đò cồn Bạch Viên thuộc xã An Nhơn, huyện Châu Thành, tỉnh Đồng Tháp. Đến đây xin được tạm dừng nha các bạn. Quốc Thịnh xin chân thành cảm ơn các bạn đã chú ý theo dõi video hôm nay. Chào tạm biệt, hẹn gặp lại.